Hello, xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có ở đây một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Omega. Và đây là một chiếc Omega dành cho anh em tay nhỏ và vừa. Chiếc Omega này là một chiếc Deville Prestige. Và em nó có size rất là đẹp là size 36.5mm. Về thông số cụ thể thì chiếc này thì nó sẽ có cái mã là 4374.11.00. Đó. Và em nó sẽ là một chiếc Omega Deville Prestige, sử dụng bộ máy là 2500 với chuẩn là chronometer COSC. Chiếc này là một chiếc demi two tone, tức là nó sẽ có hai màu. Thì như các bạn thấy ở đây thì nó sẽ có một cái mặt dial vàng, và mặt dial vàng thì nó sẽ có hai lòng. Lòng trong của chúng ta thì sẽ là phay xước dọc từ hướng 12 về hướng 6 giờ. Ở góc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch, và ô lịch này của chúng ta thì cũng có cái nền màu vàng để hợp màu. Kim và cọc số La Mã, cực kỳ cổ điển và phù hợp với anh em nào mà thích chơi sự cổ điển. Chúng ta sẽ có một cái niềng 18K AU750, một cái núm 18K. Về sợi dây thì chúng ta sẽ có những cái chỉ vàng xen kẽ với ở đây. Đó, nó sẽ sử dụng hai chất liệu là vàng 18K Yellow Gold và thép với nhau. Và sợi dây của dòng Deville Prestige thì các bạn thấy là mắt rất là nhỏ. Logo của chúng ta ở đây thì cũng được làm bằng vàng các bạn nhé. Và cái này sử dụng khóa gập một bên cho nên là anh em sẽ đóng lại như này. Đó, thì chúng ta sẽ đóng lại như vậy. Chiếc này thì đã được spa đẹp rồi cho nên là anh em mua về chỉ việc đeo thôi, không có gì cả. Đáy của chiếc này thì chủ cũ còn cẩn thận là dán cái ni lông vào để chống xước. Đấy thì chúng ta sẽ thấy dòng chữ là Coaxial Escapement Omega. Đó. Dây thì chiếc này còn đủ cho tay khoảng 16.5. Vì size tay đó thì cũng là vừa với cả dòng sản phẩm này. Vì dòng sản phẩm này nó là size 36.5 và lắc cụt, cho nên là nó sẽ cho anh em đeo đẹp là từ tay 14cm đến khoảng 16.5cm là chúng ta đeo dòng này. Còn nếu như mà tay to hơn thì mình nghĩ là cũng không nên đeo chiếc này. Chiếc này thì nếu như các bạn tra mã thì cái giá retail vào thời điểm nó bán ra rất là cao là khoảng 7.500-7.600 USD, nó loanh quanh khoảng 189 gì đấy. Mình cũng không hiểu tại sao mà cái mức giá của chiếc này thời điểm đó nó đắt quá. Chắc là thời điểm đó là nó cũng mới ra mắt cái dòng máy là 2500 và được sử dụng trên một cái mẫu như này đó. Tuy nhiên hiện tại thì một chiếc Omega Demi vàng và thép như này bán lại thị trường thì nó loanh quanh chỉ khoảng 4x thôi. Và như chiếc này thì bên mình bán cho anh em là 45.500.000. Và anh em đã có một chiếc đồng hồ Omega có cả vàng rồi, ở trên đồng hồ rồi. Chiếc đồng hồ này sử dụng bộ máy là Omega 2500 COSC. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ có là 27 chân kính anh em nhé. Có 48 joystick code và cho các bạn sẽ có tần số là 25.200 vibration per hour, tương đương với 3.5. Đó. Và với một chiếc như này thì các anh, các chú, các bác tầm tuổi trung niên thì mình nghĩ là đeo chiếc này rất là hợp vì nó có một cái mặt vàng. Và cái mặt vàng này thì nó sẽ rất là nổi bật khi anh em đeo ra ngoài. Cộng với việc là dây nó đề mi, khóa lại có logo vàng thì thực sự là đây một chiếc rất đáng để chơi. Bộ máy 2500 thì cũng rất là đáng tin cậy khi nó có chuẩn chính xác COSC chronometer. Thì một ngày nó chỉ loanh quanh khoảng 3 đến 5 giây thôi. Anh em mua thì bên mình sẽ bảo hành cho anh em là 2 năm từ ngày anh em mua nhé. Nên nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc Omega Deville Prestige size 36.5 này thì anh em có thể liên hệ ICS theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.